Hello anh em thợ máy nha. Hello mọi người. Hello Minh Uy nha. Và đặc biệt anh em chia sẻ dùng thì toán một chút xíu nha. Hello, hello mọi người. Sao không nhìn thấy comment ai hết nhỉ? Thấy mỗi Minh Uy ta. 13 người, bữa nay nó bóp tin nhắn quá. Thì anh em nhìn thấy ở đây cái túi TD Auto Motoscan. Và đặc biệt cái máy này 7.0 zin mới leng keng luôn. Đó, bây giờ anh em chạy về nhà úp lên 7 Pro. Và anh em sử dụng phần mềm Motodata thêm 1 triệu nữa là xong. Và không có anh em nào chỉ cần để như vậy anh em dùng được rồi. Mới leng keng luôn. Mình sẽ cấp nguồn cho anh em xem này. 7 zin hoàn toàn nha, không phải là 7 nâng cấp nha. Anh em nhìn thấy cái túi này là anh em biết mới rồi, cáp và mới tan. Ok không? Cáp này, cúp led này, đầy đủ. Đấy, bộ cáp để anh em có thể cập nhật từ xa miễn phí này. Chúng ta có thể liên hệ với DD Auto. Đây, mới làm kèm thông tin của máy này. 7.0. Máy Zindesh U70. Mới tin mơ luôn. Và đặc biệt nữa, có motobox này chưa sử dụng luôn. Đây, Tuấn mới khui, mới kiểm tra. Chưa sử dụng. Bịch bóng vẫn còn nguyên kiện. Anh em này bảo về nhà con motobox này anh em chưa sử dụng. Đó, anh em này bán lại. Bởi vì gần Tết rồi, hết tiền. Không biết là nguyên nhân tại sao thì gần Tết rồi anh em khó khăn về tài chính thì anh em bảo bây giờ thôi bán để sang năm có tiền anh em lại đầu tư lại. Thì mình chỉ biết là anh em nói như vậy thôi. Đó. Rồi, ở đây cáp để chúng ta kết nối với Motocan và Motobox. Rồi, cáp cuplet. Rồi, cái này để tua đồng hồ cho những cái dòng xe Piaggio Vespa chưa khui. Anh em bảo cái motorbox này em chưa khui luôn anh Tuấn ạ. Anh cứ coi đi. Rồi, cáp này tua đồng hồ. Nvis Rama Honda chưa đụng mũi chì luôn. Rồi, còn cái cáp này để chúng ta giả lập tất cả những tín hiệu. Chưa khui. Đó. Con bốc này mới leng keng, hôm nay anh em nào mua cả một cặp thì giá rẻ. Đó. Còn anh em nào mua lẻ thì anh em cứ comment mới tin mơ. Nói chung là chưa sử dụng. Rồi mình tạm thời bỏ cái túi motocan xuống đi. Đó, anh em thấy mới không? Cho camera thấp xuống chút. Rồi thì hôm nay không có gì hơn nhá. Sẽ quà như thế này. Máy cũ thì cũ, chơi thì chắc. Rồi anh em nào ok nhanh tay mua nguyên cặp tặng cho cái bộ giả lập 3 bulin.
về nhà tất cả những dòng xe Honda chúng ta không sợ, hay bất kỳ một cái dòng xe trên thị trường về nói về cảm biến. Dù cảm biến gì báo cái lỗi số 1, số 7, số 8, số 9, cảm biến góc 54, cảm biến góc của IA. Tất cả những cái loại mà đồng hồ công tơ người ta khách hàng mang vào trạng thái là đồng hồ không cua kim lên, chúng ta chỉ cần pha một cái tín hiệu cho nó nhanh. Còn bộ giật bô tô bốc này anh em cũng làm được như điều đó. Rồi, và mặt báo xăng tặng làm kỷ niệm, máy cũ bữa nay cũng tặng, bởi vì ngày mai mua ô tô rồi, tri ân. Mới thì mọi người không cần phải hỏi len keng. Về nhà anh em có thể làm gì? Off luôn smart key, có chức năng off smart key, off van evapo, off luôn cái lối 88. Đó, len keng thì anh em comment vào cái Zalo, Zalo 0909 7593 anh em. Đây, Zalo. Đó. Ok. Mới tin mơ. Rồi, anh em nào muốn mua lẻ motorbox này thì comment, thì Tuấn sẽ xem xét hai thiết bị này. Và mua motorbox thì không tặng cái gì cả. Mua hai máy là một cặp này thì mình sẽ tặng cho anh em cái bộ giả lập hoặc là cái bộ VS, tùy theo anh em chọn và lựa. Đó. Mới ghê không? Chưa sử dụng luôn. Ok, liên hệ Đình Tuấn Zalo. Học xong giấy phép lái chưa? Chưa mà mua ô tô. Thì cứ mua trước cái đá, tập lái cái đá rồi thi bằng sau. Nguyễn Lương Bằng ơi. Ok anh trai. Chất xịn sò. Nhân tay lên anh em ơi. Đó, Motocan 7 anh em thấy đẳng cấp không? Mới len keng. Len keng xà beng 2.3. Cập nhật lên 3.0 miễn phí. Lên 7 Pro miễn phí. Thì anh em phải sử dụng cái phần mềm Mototata thêm 1 triệu. Anh em mua về nhà tự cập nhật. Anh em sẽ liên hệ với công ty DD Auto cập nhật miễn phí, và anh em sẽ chuyển khoản cho công ty là 1 triệu để sử dụng phần mềm Mototata. Đó. Rồi, con này len keng xà beng. Rồi mọi người ok, liên hệ em cái Zalo, giá cực kỳ là hấp dẫn. Mọi người muốn tặng cái nào cũng được, em sẽ tặng cho mọi người. Đây, mọi người thích thì mọi người lấy cái này. Đó, quà tặng. Liên hệ Zalo anh em ơi, cặp này khác gì máy mới. Khác gì máy mới, con này thì anh em khui tem. Bịt bóng. Anh em nhìn cáp ở đây anh em biết rồi. Chưa sờ luôn. Có nhiều anh em về nhà không biết sử dụng cái này là cái gì luôn. Đó. Mới len keng anh em về nhà có thể off chức năng bảo mật smart key. Off cái lỗi 88. Đó. Anh em về nhà có thể hiệu chỉnh, cộng trừ, bù đắp thêm nhiên liệu. Nhân tay lên anh em ơi, nhân tay lên anh em ơi. Liên hệ vào ngay cái Zalo này luôn mọi người ơi. Ok. Rồi, tiếp tục. Có con Smart Tool bản ER giá rẻ hơn vài triệu so với mới, máy mới. Máy này vẫn còn bảo hành luôn. Máy này 2022. Rồi. Máy này vẫn còn bảo hành cho anh em luôn. Máy này sản xuất 2022. Rồi, máy ER
10.0.1 26 tháng 8 2022. Giá ok luôn, rẻ hơn máy mới vài củ luôn. Tặng luôn sản phẩm đo vôn, đo dòng dò cho anh em luôn. Đó, hấp dẫn không? Máy cũ cũng có, tri ân cho mọi người. Ba sản phẩm này, quý vị muốn chọn sản phẩm nào thì chọn. Đo vôn, ampe sạc, dòng dò. Thiết bị kiểm tra tất cả những cảm biến, tín hiệu xung VS và báo xăng. Rồi, và một sản phẩm nữa, đó là APS. Quý vị tùy theo lựa chọn ba sản phẩm, chúng ta sẽ chọn được một sản phẩm khi mua Smart Tool bản R, bản cũ rẻ hơn được vài triệu Việt Nam đồng. Anh em có nhu cầu đổi máy, cóp máy, anh em vui lòng liên hệ với Đình Tuấn để đổi bù hoặc là bán máy. Gần Tết rồi, anh em nào kẹt tiền mua bánh chưng, gói bánh chưng, mình cứ inbox với mình chuyên gia là người cung cấp mua máy cũ, máy mới đủ các kiểu. Cứ máy cũ máy mới, anh em nào cần tư vấn là mình bảo cũ là cũ, mới là mới, anh em cứ cần thì anh em cứ comment. Mới len keng cặp can cặp bốc này, anh em không mua thì mua cái gì bây giờ. Mới không? Quá mới luôn. Anh em chia sẻ cho bạn bè để chúng ta cùng biết, đừng tụt tay khi mua những cái máy này bản lướt, đẳng cấp lướt. Nó đơn giản, mình bán xe máy cũ vậy, máy bảo lướt là lướt, gọi là mua máy ít cây số đấy ạ. Rồi, motorbox này, anh em nào đang thiếu motocan để có motorbox để chúng ta hiệu chỉnh AF, chúng ta off chức năng bảo mật Smoky, off van Ebabo, thì liên hệ con box này giá cực kỳ là ưu đãi. Mua một cặp thì đương nhiên sẽ rẻ hơn khi mua lẻ. Nhanh tay đi quý vị ơi, Smart Tool bản R về nhà chúng ta có thể remap mở tua tất cả những cụ IC Kenhin ACG. Ọp chức năng bảo mật Smoky, ọp chức năng bảo mật của Piaggio, Imo, đúng không? Ọp. Thì chúng ta chỉ cần vào đâu, remapping. Chúng ta chỉ cần bấm enter. Chúng ta chọn vào bất kỳ một dòng xe nào để chúng ta sử dụng chức năng remap hoặc ọp ACG Kenhin, Kenhin ACG. Yo anh em ơi, rẻ hơn được mấy triệu. Anh em để mấy triệu đó so với máy mới, có thể chúng ta làm được nhiều việc khác, mua được nhiều món đồ để phục vụ cửa hàng. Và tặng luôn sản phẩm này luôn. Thiết bị đo vôn, ampe sạc, dòng dò. Anh em nào cần sản phẩm thì mua riêng. Còn hôm nay mua máy được tặng luôn, máy cũ cũng được tặng. Đình Tuấn bỏ ra mười mấy triệu Việt Nam đồng, chỉ cần lợi nhuận có 500k là mình bán. Nha. Mình chỉ cần có lợi nhuận 500k khi mình bỏ vốn ra, lãi suất hơn ngân hàng là mình sẽ bán ngay. Máy luôn luôn được bảo hành cho quý anh, chị, em có nhu cầu mua sản phẩm. Chia sẻ đi quý vị ơi. Đừng để cặp máy này tụt khỏi đôi tay của mình khi trong cửa hàng chúng ta chưa có thiết bị máy cầm tay chẩn đoán. Nhanh tay liên hệ cho Đình Tuấn qua số điện thoại 0909 755 993 để chúng ta có thể biết giá. Giá cực kỳ là hợp lý, rẻ hơn máy mới vài củ. Cái này rẻ hơn vài củ thì đơn giản cũng như máy mới. Tùng Trần, Trần Tùng, chào anh trai. Liên hệ với bạn bè của mình chiến hữu gần xa, anh em nào có nhu cầu mua máy thì bật comment và inbox. Bỏ ra 20 mấy triệu, thu về chỉ cần 1 triệu tiền lời là ok, cặp máy này lên đường ngay. Một máy chỉ cần có lợi nhuận 5-400 nghìn là with by my love.
mới leng keng xà beng, cáp full toàn tập cho quý vị. Đó, bây giờ mình nhắc lại thêm một lần nữa, anh em nào đang có motorcycle cần motorbox để chúng ta hiệu chỉnh, để chúng ta chơi đủ các loại công nghệ thì comment. Mới leng keng, giá cực kỳ hấp dẫn. Zalo 0909 755 993, 0909 755 993 để được phục vụ quý khách nhiệt tình nhất. Đó. Anh em nào mua lẻ motocan này giá có vài triệu à? Có rẻ lắm, có vài triệu. Anh em sẽ sử dụng được máy cầm tay đẳng cấp, xịn sò, châu bò theo năm tháng. Nếu về nói về châu bò, nếu về đi cày bừa, châu bò chậm, đi từng bước một, thì anh em comment và inbox có vài triệu thôi. Con 7 leng keng xà beng có vài triệu Việt Nam đồng. Ngày xưa 16.800.000, nhưng hôm nay có thể giảm giá và đồng thời ưu đãi cho anh em. Nó còn có vài triệu à? Có còn có vài triệu à? 0909 755 993. Đây, số điện thoại. Lô. Rồi thưa cụ nha, anh em mình cụ. Ok. Rồi biết rồi, nghe giọng quen rồi. Dạ. Rồi chuyển khoản đi để đăng ký. Ít bữa nữa lấy xe là học. Nhanh lên anh em ơi, mua máy cũ anh em ơi, vô anh em ơi. Vô, trời ơi đừng để tụt mất cơ hội này. Cơ hội ngàn năm mới có một lần mà anh em, lâu lâu có mấy cái máy này nó chất như này. Gọi là tất cả là máy lướt. Chứ không phải là máy cũ lên đời, anh em hiểu không? Máy cũ lên đời là cập nhật là khác, còn lướt là khác. Lướt là người ta mua cái bản cao, người ta kẹt tiền, hoặc là người ta không dùng, hoặc là người ta nghỉ cửa hàng thì người ta bán, gọi là từ máy lướt. Rồi anh em nào mua lẻ thì mình bán lẻ luôn nha. Bốc nè, bốc mấy triệu bạc, hơn chục củ, có ngay cái bản R. Yeah. Chúng ta có thể tua đồng hồ audio luôn. Bản R này chúng ta có chức năng tua đồng hồ audio. Off smart key của Honda. Off chức năng bảo mật piezo. Remap ACG và Kenhin Honda. Chia sẻ mạnh mẽ lên để anh em đồng bào chúng ta muốn tiết kiệm được số tiền so với mua máy mới thì chỉ có hôm nay có hai sản phẩm, motorcycle và smartoon. Người ta hay gọi là smartoon, có nhiều anh em sẽ gọi là smartoon, mình gọi là tút tút có nghĩa là sao? Khi chúng ta bấm nó kêu tít 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 là chúng ta chuẩn bị có tiền đấy ạ. Trời ơi rẻ được mấy triệu mà anh em so nghĩ gì.
soi gương anh em ạ. Ghê không? Rồi, soi gương luôn. Trâu bò bền bỉ, cặp này hơi bị trâu. Trâu thì không cần phải nói rồi. Giá quá rẻ khi chúng ta sở hữu được cặp Motocan và Motobox. Rẻ chưa bao giờ từng có luôn. Phi khuyến mãi luôn. Rẻ hơn cả một nửa khi chúng ta mua sản phẩm máy mới. Nhưng cái này nó cũng khác chỉ máy mới đâu. Con này hầu như chưa sử dụng. Con này chắc sử dụng được vài lần. Trời, tem còn chưa dắt mà anh em. Quá đẳng cấp cho cặp can và cặp bốc. Anh em đừng để tiền rơi vào lúc này. Và tiền rơi, rơi đúng lúc. Đừng để rơi lung tung. Rơi vào thời điểm này là đúng lúc. Rồi, tặng cho bộ này tri ân làm kỷ niệm chơi. Rồi, Motocan luôn luôn có cái móc để chúng ta có thể móc lên gương, móc bất kỳ chỗ nào trên thân xe. Trâu bò bền bỉ theo năm tháng, có tiếng kêu. Oh, khá là bền. Tít tít 7.0. Kết nối xe, lập trình Smart Key, chức năng đặc biệt, giả lập tín hiệu, kiểm tra ECU cảm biến, kiểm tra ắc quy, điện nạp. Vĩ Cường chào anh trai. Có mấy triệu con Motobahn 7? Có vài triệu Việt Nam đồng sở hữu nguyên ngay một con Motocan 7. Đây, mấy triệu. Không có cái nào nó bền mà hiện tại mà rẻ như con Can 7 này. Có mấy triệu à? Về làm Smart Key đủ các kiểu trên trò đời. Cáp úp lên vẫn còn mới len keng xà beng. Túi đựng máy còn rất chất. Mới len keng xà beng. Được chủ nhân này bảo quản cực kỳ kỹ. Yo. Rồi, bây giờ em sẽ chụp thông tin của máy và đồng thời em sẽ up lên Zalo và tất cả những trang nhóm. Bởi vì hôm nay livestream thất bại, anh em chê máy cũ không mua. Rồi, sẽ chụp. Có thể hy vọng từ đây đến chiều sẽ hai máy, sẽ đi một máy. Ở đây nó bị loi chóa sáng. Lé sáng. Máy này chụp hình dở quá. Thua máy này. Ôi giời, máy này chụp nó nét hơn. Lấy cái gì lau 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 chút cho nó sạch. Ok. Hai máy này lại chụp lại nét hơn. Buồn cười thật. À. Ok này. Máy này chụp lại nét hơn, buồn cười thế nhỉ. Nó cũng là cái điện thoại mà cái nét cái không nét.
Ok này. Chiều nay chắc đi luôn này. Ok nè. Rồi. Rồi, tiếp tục sờ mắt tút nè. Chưa bao giờ livestream bán máy cũ, hôm nay lại thất bại như vậy. Chắc hết thời bán máy cũ rồi, quý anh em ơi. Nè, sờ mắt tút 2 này, R này, len can xà beng nè. Vô nè. Vô luôn nè. Vô luôn nè. Chụp luôn cái nữa nè. Ok. Rồi, cảm ơn tất cả quý tấm lòng anh em buổi trưa nay. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào 0909 7 5593 để được gặp tay ga Tiến Tuấn, hỗ trợ tư vấn nhiệt tình khi anh em mua sản phẩm. Yeah.